Không sinh được con, cô dâu 62 tuổi bị chồng 26 tuổi đối xử ra sao mà phải đổi lại di chúc và tìm cả vợ mới cho chồng. Cách đây khoảng 6 năm, dân tình xôn xao trước đám cưới cô cháu giữa bà Thu Sao sinh năm 1956 và anh Triệu Hoa Cương sinh năm 1992 tại tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Khoảng cách 36 tuổi bị nhiều người lên án là chiêu trò. Hiện tại bà Thu Sao đã 68 tuổi, cặp đôi đang sinh sống tại thành phố Cao Bằng, kinh doanh đặc sản, nông sản địa phương. Mẹ chồng của cô dâu Thu Sao từng nói, nếu có tình cảm thật thì cô dâu phải cho anh Hoa Cương đi kiếm đứa con cốt nhục. Đã 6 năm rồi, bà Thu Sao chia sẻ nhiều lần mình muốn mang thai nhưng không được, nên đã đề nghị chồng xin con nuôi, nhưng sau đó anh gạt đi, lo rằng vợ đã gần 70 tuổi, chăm con sẽ rất vất vả. Cô dâu 68 tuổi vô tư cho biết, cặp đôi rất hòa hợp trong chuyện đó. Người ta cứ bảo già rồi thì không lại với thanh niên, nhưng riêng mình thì mình thấy y như thời thanh niên, không có chuyện sợ hãi đàn ông hay là ngại gần gũi. Có những người bán thuốc nội tiết, họ mời mình dùng, sau đó là quảng cáo, nhưng mình đã từ chối vì thực sự mình không cần dùng đến luôn. Chồng trẻ mình cũng được cải lão hoàn đồng, hồi xuân luôn, cô dâu Thu Sao tâm sự. Mới đây, bà Thu Sao còn nhờ một người quen là một cô gái trẻ có tên Quách Phượng mang thai hộ cho chồng, nhưng không được cô gái này chấp nhận. Chị ngỏ ý nói không sinh được con nữa, muốn có một người con ruột, rất muốn nhờ tôi sinh cho anh Cương một đứa con. Lúc đó tôi rất bất ngờ, tôi thấy như vậy thì thiệt thòi cho bản thân nên khuyên chị ấy xin con nuôi. Chị ấy cứ năn nỉ tôi mãi, Quách Phượng chia sẻ. Theo như tiết lộ mới nhất, bà Thu Sao đã bí mật tiến hành thay đổi di chúc. Bà Thu Sao là chủ của một spa, một quán cà phê, một căn nhà 6 tầng tại thành phố Cao Bằng. Trước khi lấy chồng trẻ vào năm 2017, cô dâu 62 tuổi đã từng lên Hà Nội lập di chúc, nhưng cho đến mới đây, bà đã thay đổi hoàn toàn bản di chúc đã lập trước đó. Nhiều thông tin từ hàng xóm, cô dâu 68 tuổi bị chồng trẻ 32 tuổi thường xuyên tác động vật lý vì những mâu thuẫn rất nhỏ. Tuy nhiên, chính cô dâu Thu Sao đã lên tiếng phủ nhận tất cả. Bà cho biết dù chồng ít tuổi hơn con gái của mình, nhưng anh được cả gia đình bà yêu quý và chấp nhận, gọi là sượng. Tôi giống như trúng số độc đắc vì tuổi này vẫn được yêu thương, bà Thu Sao tâm sự. Vì bố mẹ chồng còn ít tuổi hơn nên 4 năm đầu tiên cô dâu Thu Sao rất ngại ngùng không về quê ăn Tết từ những ngày mùng 1. Tuy nhiên cho đến hiện tại bà đã thường xuyên về thăm nhà chồng. Bố mẹ chồng còn cho một đám đất sát cạnh, vợ chồng Thu Sao Hoa Cương đã xây một ngôi nhà to nhất xóm làm nơi lui tới khi về quê. Căn nhà của bố mẹ anh Hoa Cương ở sát cạnh, đường đi lại hiểm trở thuộc dân tộc Tày. Trong nhà chỉ có một vài chiếc bát đĩa sơ sài, chẳng có gì đáng giá. Trong khi đó, chị Thu Sao 68 tuổi là chủ của một spa, một quán cà phê, một căn nhà 6 tầng tại thành phố Cao Bằng. Sự chênh lệch về tiền bạc cũng khiến cho Hoa Cương gặp rất nhiều điều tiếng. Nếu chỉ vì tài sản, nhiều người thích tiền mà, vậy ai có đủ can đảm để đánh đổi như vậy? Nếu không có tình cảm, sẽ không sống với nhau được dù chỉ một ngày. Anh Hoa Cương chia sẻ, vợ tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Vợ tôi để có được như thế này không phải là một người bình thường. Vợ tôi đủ tin tưởng để biết tôi là người thế nào. Tôi sẽ để thời gian trả lời. Chúng tôi phải hiểu được nhau mới đến được với nhau. Anh chia sẻ, bản thân bà Thu Sao cũng cho biết, con người thật hay giả tôi sẽ nắm được vì tôi đã sống đến từng này tuổi rồi. Cô dâu Thu Sao sinh năm 1956 tại thành phố Cao Bằng. Từ nhỏ gia đình nghèo khó, bà sống với mẹ. Năm 1983 xuống Hà Nội học làm tóc trang điểm cô dâu và học cả nghề may. Ngay sau khi có đất, có nhà, vào năm 29 tuổi, Thu Sao mới lấy chồng và sinh con. Con gái út của bà đang làm ở Quảng Ninh, con đầu làm tại công ty dây chuyền xa nhà. Hồi còn nhỏ thì bà ngoại trông con. Ngày xưa chị đi làm bán cà phê đêm, sau này làm nhà tử tế, mở phòng hát, xông hơi, phòng karaoke. Trên tầng hát, dưới tầng thì nấu rượu, nuôi lợn. Chị là người gian nan khổ sở vất vả, chứ không sung sướng gì đâu. Nhưng hên là lúc đó ít người trang điểm cô dâu nên làm ăn cũng thuận lợi lắm. Bà Thu Sao cho biết, lấy chồng kém 36 tuổi, cô dâu Thu Sao đã không ngừng nỗ lực để giữ gìn nhan sắc và thanh xuân. Thậm chí bà còn nhiều lần chia sẻ việc phẫu thuật thẩm mỹ trên mạng xã hội. Nhờ đó, cô dâu trông trẻ trung hơn so với tuổi trước đây. Bên cạnh đó, cô dâu Thu Sao còn lấn sân sang làm TikTok và YouTube, chủ yếu chia sẻ các hoạt động hàng ngày như là chăm vườn rau, trồng hoa, nấu ăn, hát karaoke, đi du lịch cũng như là giới thiệu các đặc sản của quê hương. Được biết cặp vợ chồng này đã có sẵn 3 ngôi nhà rộng rãi tại Cao Bằng. Nguồn thu nhập của hai vợ chồng duy trì nhờ hoạt động thẩm mỹ viện và bán nông sản địa phương. Anh Hoa Cương giúp vợ nhiều trong các công việc kinh doanh. Bà Thu Sao cho biết chồng trẻ rất cưng chiều mình, thường làm hết tất cả các việc nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Anh phụ giúp vợ trong nhiều công việc nhà như giặt quần áo, lau nhà, xếp đồ. Bà Thu Sao có thể thoải mái nằm lướt mạng. Cô dâu Cao Bằng cho biết bố mẹ chồng rất quý con dâu, có món gì ngon ông bà cũng để phần cho con dâu.
Biết tôi thích ăn thịt gà, ông bà chăm đàn gà con nào con nấy béo núc ních. Ngôi nhà của bố mẹ đẻ anh Hoa Cương nằm ở cuối bản, phải lội qua một lạch nước thì mới tới nơi. Ngôi nhà thuộc xã Trọng Con, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Đường vào là đường đất lối đi khúc khuỷu, gập ghềnh nên việc di chuyển rất khó khăn. Vào mùa mưa đường lầy lội sình lầy, không thể nào chạy xe máy vào bản, phải băng qua một lạch nước mới vào được đến nơi. Bố đẻ của anh Hoa Cương chia sẻ, gia đình tôi làm nông nghiệp, cấy một vụ lúa trong năm, ngoài ra trồng thêm hoa màu, rau củ, chăn nuôi trâu bò, lợn gà. Hai con trai nhà tôi đều đã trưởng thành và lập gia đình riêng nên cuộc sống bớt khó khăn. Trước kia đói kém lắm, nhiều hôm cả nhà ăn sắn chử bữa. Hàng ngày hai vợ chồng già chúng tôi dậy sớm nấu cơm, mang cơm theo đi làm. Nương cách nhà vài cây số, đến tối mịt chúng tôi mới trở về nhà. Vừa làm nương rẫy, tôi vừa tranh thủ kiếm củi đun. Mỗi lần đề cập đến chuyện tình cảm của các con, bác lại thở dài ngao ngán. Thôi mong các cháu thông cảm. Chuyện cũ đã qua không nhắc lại nữa cháu ạ, có gì không phải cho bác xin lỗi nhé. Về phía của cô dâu Thu Sao, bà cho biết, cuộc sống của tôi đang rất ổn, tôi không thích ồn ào trên mạng xã hội nữa. Năm nay là năm thứ 6 chúng tôi lấy nhau, từng bị dân mạng nặng lời không thiếu một từ nào. Bây giờ tôi chọn con đường bình yên để cuộc sống của mình thanh tịnh, lòng mình được bình an. Dù kém nhiều tuổi nhưng theo như bà Thu Sao, chồng của bà có suy nghĩ trưởng thành và chững chạc. Cả hai sống nương tựa nhau, không quan tâm đến những lời bàn tán dị nghị bên ngoài. Trước những lời bàn tán hay nghi ngờ cặp đôi chiêu trò để kinh doanh, bà Thu Sao thẳng thắn phủ nhận. Bạn ơi, không phải tôi cố tình dùng chiêu trò để câu view, câu like. Khi tôi nhận tiền quảng cáo, người ta yêu cầu tôi làm thế nào thì tôi phải làm thế vậy, chứ việc đó không phải ý tưởng của tôi. Tôi nhận đồng tiền của họ thì phải làm theo chỉ đạo của họ, không làm có khi còn bị uýnh cho. Thú thực lúc đó tôi vẫn chưa biết cái gì gọi là truyền thông mạng xã hội nên họ bảo sao tôi làm vậy. Khi tôi làm tôi không lường trước được các ý kiến trái chiều bị cho là lố lăng chứ bản chất của tôi không phải như vậy. Tôi cũng rút được kinh nghiệm và bài học cho mình. Đáng chú ý bà Thu Sao cho biết vì lo ngại mình quá lớn tuổi và chồng vẫn trẻ trung nên thường nói nếu như ai tốt hơn sẽ tìm cho chồng từ bây giờ. Đồng thời suy nghĩ rằng dù sao cũng sẽ là người đi trước nên mong chồng sẽ có đi bước nữa để có người bầu bạn. Thật ra tôi không có gì đặc biệt ngoài việc lấy chồng kém 36 tuổi. Có thể ở Việt Nam đây là một chuyện có 102, nhưng cũng không cần vì thế mà bàn luận mãi. Cô dâu Thu Sao từng thổ lộ. Dù kém nhiều tuổi nhưng theo bà Thu Sao, chồng của bà có suy nghĩ trưởng thành và rất chững chạc. Trong một bài phỏng vấn mới đây, cô dâu 62 tuổi đã chia sẻ, cuộc sống vợ chồng của mình thay đổi nhiều lắm. Có một điều vẫn không khác mấy, đó là vợ chồng mình vẫn bị chửi. Tại sao đàn ông 80-90 tuổi lấy gái 18 thì chẳng ai nói, còn khen. Còn phụ nữ lấy chồng kém tuổi thì bị gièm pha. Đàn ông có quyền tìm hạnh phúc, đàn bà cũng có quyền chứ. Dù vậy không còn chọn cách đáp trả cực căng những ý kiến trái chiều kiếm nhã như trước, cô dâu Thu Sao đã chọn cách bỏ qua vì bị chồng trẻ bắt thóp. Mình chọn cách lờ đi không thèm chấp. Nếu cứ suy nghĩ những lời thiên hạ, mình sẽ không thể ngày càng trẻ đẹp ra được. Mấy nghìn người yêu thương chỉ có 1-2 người chửi thì có xá gì. Chồng mình cũng bảo chỉ một câu chửi nhau với người ta. Ông ấy không cho mình livestream nữa, cô cho biết. Về việc thay đổi di chúc, bà Thu Sao nói rằng mình đã 68 tuổi nên cũng cần chuẩn bị, con cái đều có gia đình và cuộc sống riêng. Tuy nhiên không có chuyện chồng tôi được hưởng 100%, điều này tôi sẽ giữ kín. Cô nói, sau 6 năm ồn ào bởi nhiều lời chỉ trích, cặp đôi Thu Sao Hoa Cương vẫn hạnh phúc mặn đồng, thường xuyên dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Nhìn hình ảnh hạnh phúc và nụ cười luôn thường trực trên môi cô dâu Thu Sao được chia sẻ trên mạng xã hội. Có thể thấy trong tình yêu, tuổi tác sẽ không còn quá quan trọng, ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin của kênh tin tức Lóng Lánh TV. Hãy để lại những ý kiến bình luận để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.